Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 28 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Bính Tý, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, thuộc kim quỹ giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Tận, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, dạng hạ thủy, ngày bính tý chi khắc can nghĩa là thủy khắc với hỏa và ngày hôm nay là ngày hùng vài nạp âm giảm hạ thủy kỵ tuổi canh ngọ mậu ngọ ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày tý lục hợp với sửu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục xung với ngọ hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh ngọ, mậu ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao thiên quý, tốt mọi việc, sao thiên mã, hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài độc, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, từ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có, sao thiên lại, xấu mọi việc, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, sao bạch hổ, kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng chính Đông. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ 6 ngày 28 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Tý đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh và đây là điểm báo cho vận trình trong ngày hôm nay của bạn có thể gặp không ít khó khăn trở ngại với bạn tuổi tí, bạn dễ nóng vội, đưa ra những quyết định thiếu đi lý trí. Bạn cần phải bình tĩnh và suy nghĩ cho thật cẩn thận. Nếu không muốn, sau này phải xử lý những hậu quả do chính mình gây ra. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi tí, con đường tài lộc của bạn cũng không được vượng sắc cho lắm. Bạn mệnh dễ bị những kẻ xấu lợi dụng, tiền bạc, mồ hôi nước mắt của mình cuối cùng lại chẳng được hưởng trọn vẹn. Lại thêm, ngày này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này làm cho bạn cũng cần phải chú ý tới các bệnh liên quan đến thận, bàng quang và não bộ. Với bạn tuổi Tý cần phải có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh xa rượu bia để đảm bảo cho sức khỏe của mình luôn luôn được khỏe mạnh. Về từ vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình gặp nhiều trở ngại tâm tính nóng vội, từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy sẽ đưa ra những quyết định thiếu lý trí, từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa cần phải bình tĩnh suy nghĩ để tránh hậu quả đáng tiếc về sau, từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ tài lộc ảm đạm sẽ bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt về tiền của, từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc chú ý các bệnh liên quan tới thận, bàng quang và não bộ. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 10, số 34, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu điên, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày của cục diện ngộ hành tí Sửu nhị hợp và đây là báo hiệu bạn đang có được một ngày tốt lành với những điều may mắn tới với bạn trong ngày hôm nay cái chuyện tình cảm của các cặp đôi trong ngày này đang tiến triển vô cùng là thuận lợi và ngày về chung một nhà có lẽ sẽ chẳng còn xa với bạn nữa. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, các cặp vợ chồng yêu thương và thông cảm cho nhau cho những khó khăn trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày nữa rồi. Với bạn trải qua bao nhiêu là sóng gió, tình yêu giữa hai bạn càng ngày càng bền chặt kêu sơn hơn để cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc gia đình. Lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi sửu đã gặp được ngày của chính quan độ mệnh. Mọi việc diễn ra trong ngày hôm nay với bạn khá chi là suôn sẻ. Nhờ bạn tuổi sửu có khả năng kiểm soát được mọi vấn đề, nhờ đó mà mọi việc trở nên thuận lợi hơn. Bạn tìm được một số giải pháp khá ưng ý cho những việc trước đây từng cảm thấy bế tắc nữa về từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim vận tình xuân sẻ với nhiều điều may mắn đến với bạn từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy tình cảm các cặp đôi tiến triển được thuận lợi dần tính tới chuyện về chung một nhà nữa từ vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa vợ chồng luôn yêu thương và thông cảm cho nhau từ vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ giải quyết mọi khó khăn nhờ vào khả năng kiểm soát vấn đề tốt từ vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc tìm ra được giải pháp cho những bế tắc trước đó Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 57, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, thứ sáu, ngày 28 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần đang trải qua một ngày có được nhiều dấu hiệu đáng mừng khi kèm theo là sự hỗ trợ giúp uh, uh, cho bạn tìm ra được những giải pháp thú vị để giải quyết những vấn đề khúc mắc mà bạn đang phải đối mặt một cách hiệu quả nhất. Nhờ vậy mà tình hình tài chính của bạn tuổi dần trong ngày này cũng khả quan hơn, thu nhập được tăng tín. Ngày này bạn tuổi dần cũng rất vui khi giúp đỡ được ai đó vì đó là cách mà bạn tận hưởng một ngày hôm nay trọn vẹn trong niềm hân hoan vui mừng. Lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần đã gặp được ngày của thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần là người biết chăm lo cho gia đình dù là nam hay là nữ và bạn đã hiểu rằng việc duy trì một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai cả. về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tìm ra được giải pháp phù hợp để giải quyết những khúc mắc trước đó. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa về tình hình tài chính được cải thiện thu nhập được tăng tín từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ hăng hái giúp đỡ mọi người quay đó là niềm vui cho mình từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc biết cách chăm lo cho gia đình gia đạo an in từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim đồng lòng cùng nửa kia xây dựng hạnh phúc gia đình về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 19, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ 6 ngày 28 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi mão phải gánh vác nhiều công việc nặng nặng nhọc mà gần như không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi mão sẽ phải hoàn thành tất cả mọi công việc dựa vào chính công sức của mình lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão đang có sự xuất hiện của thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn trở nên nhạy cảm hơn hẳn so với thường ngày và dễ bị tổn thương vì những lời nói bâng quơ của người khác. Dường như với bạn tuổi mạo đang có xu hướng làm trầm trọng hóa vấn đề bởi cái tính cả nghị của bạn nữa. Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ mang đến cho bạn có được một Mái ấm hạnh phúc gia đình, bạn luôn ngập tràn tiếng cười của những đứa trẻ và tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, và gia đình chính là nguồn động lực rất lớn để cho bạn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ ngoài kia về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy gánh vác nhiều việc nặng nhọc nhưng không được trợ giúp tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa một mình hoàn thành mọi việc bằng chính sức của mình tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi lời nói của người khác tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có xu hướng làm trầm trọng hóa vấn đề bởi cái tính cả cá nghĩ từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim gia đạo hạnh phúc ngập tràn tình yêu thương. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 36, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn đó, cho chúng ta thấy là Với bạn tuổi thìn trong ngày này bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ Cho nên với bạn đang gặp được vận đảo hoa nở rộ Mang đến cho bạn có được nhiều tin mừng về chuyện tình cảm ngày hôm nay Người có đôi có cặp trong ngày này cũng cùng người thương càng ngày càng gắn bó và biết chia sẻ với nhau nữa rồi. Và trong ngày này với bạn tuổi thìn, đối với những bạn đang còn độc thân thì gặp được vận đào hoa nở rộ. Dẫu có thể chưa phải là ý trung nhân với bạn, nhưng bạn có những người bạn tâm giao rất tâm đầu ý hợp. Dù duyên chưa tới, nhưng bạn vẫn rất lạc quan và tin tưởng vào tương lai tươi sáng ở phía trước. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn, lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi thìn cần phải lưu ý đề phòng những kẻ tiểu nhân ở bên cạnh mình. Đừng có tham lam nghe lời dụ dỗ biếu bỡ mà nghĩ kiếm tiền dễ như hái trên cây. Có thể bạn sẽ bị lừa gạt hết cả tiền bạc của mình đang có nếu như bạn nhẹ dạ cả tin nữa. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh hỏa đào hoa vượng sắc tình cảm ngọt ngào và thám thiết. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, đôi lứa ngày càng gắn bó và biết chia sẻ. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, đối với những bạn đang quản độc thân tìm được những người bạn tâm giao tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim đề phòng kẻ tiểu nhân lừa gạt bằng những lời dụ dỗ biếu bỡ tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tiền bạc không phải là từ trên trời rơi xuống đừng có để cho lòng tham chia mở mắt mình về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 24, số 56, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường, màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão tuổi thân. Tử vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay rất vượng sắc bạn tuổi tỵ bạn không cần phải đắn đo suy nghĩ mỗi khi phải chi tiêu cho một việc gì đó nhất là khi công việc của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay đang có nhiều sự đột phá hứa hẹn có nhiều điều kiện để phát triển rộng mở và nhất định sẽ thu về khoản thu nhập không tồi cho bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ, cái điều này làm cho bạn rất dễ xảy ra sự tranh cãi với nửa kia của mình trong ngày hôm nay khi có bất đồng quan điểm với nhau. Đôi bên cần phải nhường nhịn nhau thì gia đình mới có thể in ấm được tranh thua nhau sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp nào cho cả hai cả mà chỉ làm không khí gia đình thêm phần nặng nề căng thẳng hơn mà thôi. Ngày này Thiêu Hải Thượng Lạt Ông hôm nay là ngày 17 tháng 4 âm lịch. Nhân thần ở trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Vì vậy với bạn tuổi tỵ không nên làm tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tài lộc được vượng phát thoải mái trong việc chi tiêu tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ công việc có nhiều đột phá hứa hẹn có nhiều điều kiện để phát triển tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc dễ xảy ra sự tranh cãi với nửa kia khi bất đồng quan điểm tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim đôi bên cần phải học cách nhường nhịn nhau thì gia đạo mới được in ấm tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy canh hơn thua nhau với người mình yêu chỉ khiến cho cả hai không cảm thấy dễ chịu mà thôi. Vậy đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 9, số 12, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ 6, ngày 28 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ ạ cho chúng ta thấy là với bạn tử ngọ đang gặp ngày cũng cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cái điều này rất dễ sẽ làm cho bạn tuổi ngọ gặp rắc rối trong ngày hôm nay bởi bản tính dễ nóng nảy và cáu gắt của mình đôi lúc với bạn tuổi ngọ không ý thức được hoàn cảnh giao tiếp của mình cho nên thường nối năng không suy nghĩ, dễ gây mất lòng những người xung quanh, khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Mọi việc đều có thể giải quyết một cách đơn giản nếu như mọi người đều giữ được bình tĩnh. Vì thế, nếu có cuộc tranh luận nào ngày càng trở nên gay gắt, thì với bạn tử ngọa không nên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nữa. Mà bạn hãy biết tạm dừng để mọi người cùng ổn định lại cảm xúc sẽ tốt hơn bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày của chính tài chứa mệnh báo hiệu cho bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định bạn không cần phải cân nhắc lên xuống quá nhiều cho những vấn đề về tài chính bạn sẽ được thoải mái trong việc chi tiêu mua mua sắm theo sở thích của mình về từ vị tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim có thể sẽ vướng phải rắc rối do bản tính nóng nảy, dễ cáo gắt của mình gây ra. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy dễ gây mất lòng những người xung quanh vì nói năng thiếu suy nghĩ. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa cố gắng giữ bình tĩnh khi giao tiếp để giữ hòa khí chung. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tránh đổ thêm dầu vào lửa khi cuộc tranh luận trở nên gay gắt. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc thu nhập được ổn định, không cần phải đong đếm làm gì. Vậy đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 29, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tỵ, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi trong ngày này bạn đang có điểm báo phải đối mặt với cục diện ngũ hành tí mùi tư hại cái điều này sẽ làm cho vận trình của bạn vì thế mà phải chịu nhiều ảnh hưởng bạn mệnh tuổi mùi đôi lúc thiếu đi sự kiểm soát về cảm xúc của mình dễ gây ra nhiều vấn đề ngoài ý muốn trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có chính quan trợ vận. Dù bản mệnh có thể sẽ có khá nhiều công việc lớn nhỏ phải giải quyết trong ngày, song nhờ vào khả năng sắp xếp công việc cùng với năng lực làm việc tốt cho nên với bạn có thể xử lý được hết mọi vấn đề xảy ra. Và nếu như bạn biết cách kiểm soát về cảm xúc của mình thì chắc chắn bạn sẽ còn tín rất xa, tài chính nhờ vậy cũng được cải thiện đáng kể nữa. Ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cũng làm cho bạn đang có điểm báo rất có thể sẽ có những hiểu lầm không đáng có khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy gặp phải nhiều vấn đề và thực ra mọi chuyện rất đơn giản nhưng lòng tin của cả hai dành cho nhau chưa đủ lớn cho nên mới bị những điều đó làm ảnh hưởng hai bạn còn một chặng đường dài rất dài ở phía trước nữa phải cùng nhau bước và cùng vượt qua thì cũng mới có thể giữ gìn được hạnh phúc vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim dễ gây ra vấn đề ngoài mong muốn do thiếu sự kiểm soát về cảm xúc tử vi tuổi đinh mùi cuộc mệnh thủy xử lý được mọi việc nhờ vào khả năng sắp xếp và vận dụng năng lực sẵn có của mình. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa cần phải cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân mình. Nếu như bạn muốn thăng tiến xa hơn, tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ hiểu lầm liên minh khiến cho mối quan hệ tình cảm gặp trục trặc. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc tổn thương về tình cảm vì lòng tin dành cho nhau chưa đủ lớn. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 44, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân đó, cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cho nên vận trình của bạn ngày này được tốt đẹp con đường công danh sự nghiệp được thời cho nên phất nhanh như diều gặp gió cả ngày này với bạn tuổi thân được thong dong vui vẻ lại thêm con đường tài lộc của bạn vượng phát hôm nay là một ngày thích hợp để cho bạn mệnh tiến hành về đầu tư cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc tiền vào dồi dào như nước Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có thiên tài chứa mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi thân, bạn là người có kinh nghiệm trong tay nghề và có phản ứng nhanh nhạy Tuy nhiên, đôi khi bạn giải quyết công việc mà không quan tâm tới mọi người xung quanh và điều này có thể sẽ khiến cho mọi người dần xa lánh bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ vợ chồng của bạn tuổi thân trong ngày này có được sự hòa hợp khiến cho bạn luôn có thể yên tâm công tác cho dù ngoài xã hội có gặp phải áp lực đến mấy đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái ngay lập tức khi trở về nhà. Gia đình bạn là một gia đình mà làm cho mọi người rất đáng mơ ước nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, con đường công danh sự nghiệp gặp thời, vất như diều gặp gió. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, tài lộc vượng phát thích hợp tiến hành về đầu tư thu lợi. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ đạt được thành tựu đáng nể nhờ kinh nghiệm sẵn có và phản ứng nhanh nhạy. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc cần phải thăng thêm sự tương tác với mọi người để cho việc hợp tác được suôn sẻ. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim vợ chồng đồng lòng gia đình là chỗ dựa về tinh thần rất lớn cho bạn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 29, số 47, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Dậu, thứ sáu, ngày 28 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá gây hại cho nên bạn tuổi dậu cần phải cực kỳ cẩn trọng trong ngày hôm nay cả trong công việc lẫn trong cuộc sống bạn mệnh tuổi dậu hãy tập trung vào công việc của mình làm đúng bổn phận và trách nhiệm đánh chủ động gây thù trúc oán với những kẻ tiểu nhân với bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này hãy vững vàng trước mọi khó khăn có thể xảy đến với bạn đừng có quá thất vọng hoặc là suy sụp về tinh thần nếu như mọi chuyện khó khăn quá thì bạn có thể chia sẻ với những người thân thiết luôn tin tưởng và ủng hộ ở phía sau cho bạn và trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mời cái điều này cho thấy với bạn tuổi dậu chỉ cần có thái độ điềm tĩnh lạc quan thì chẳng có khó khăn nào mà không thể không khắc phục được cả bạn mệnh tuổi dậu là người thông minh và chăm chỉ chắc chắn thời gian sẽ giúp cho bạn chứng minh được giá trị của bản thân mình mà thôi về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nên cẩn trọng trong cả hành động lẫn lời nói để tránh tiểu nhân gây rối từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa chỉ cần tập trung vào công việc của mình, làm đúng bổn phận, trách nhiệm là được. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ giữ tinh thần vững vàng trước mọi khó khăn xảy đến. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc có thể tận hưởng vợ tâm sự với người thân để san sẻ nỗi niềm ở trong lòng. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim thời gian sẽ giúp cho bạn chứng minh được giá trị của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tử giàu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 50, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi giàu, tuổi tuất. Từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Tuất chớ nên chủ quan gây xích mích trong ngày hôm nay, kẹo lại đủ mọi chuyện rắc rối ập đến khiến cho bạn không kịp trở tay. Và với bạn tuổi Tuất dù có gặp chuyện bất công, bạn cũng nên chờ tới thời điểm thích hợp để phản kháng thay vì tỏ thái độ gay gắt trong ngày hôm nay. đặc biệt là ngày này, bản mệnh tuổi tuất cần phải tránh đối đầu với cấp trên, cho dù có ý kiến bất đồng thì bạn cũng nên uh, nêu qua quan điểm một cách nhẹ nhàng, chứ không nên nghiêm trọng hóa vấn đề khiến cho đôi bên đều đánh mất đi sự bình tĩnh. lại thêm trong ngày này với bạn tuổi tuất đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn chứ không nên dành hết thời gian chua sự nghiệp như vậy. Tiền mất rồi thì có thể kiếm lại được, còn khi tình cảm đã phai nhạt đi thì bạn khó có thể bù đắp lại được lắm. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa trở nên chủ động gây xích mích với kẻ tiểu nhân kéo lại gặp rắc rối ập đến từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ dù gặp chuyện bất công cũng nên chờ tới thời điểm thích hợp mới phản kháng từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc tránh đối đầu với cấp trên nếu cần hãy nêu quan điểm một cách nhẹ nhàng từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên dành thêm thời gian quan tâm tới gia đình của mình từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy tiền bạc cần thiết nhưng tình cảm gia đình cũng quan trọng vô cùng về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 16 số 37 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu cam quý nhân phù trợ tuổi Dần tuổi Mão tuổi Ngọ Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày của tam hội phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi hợi xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp nhờ thế cơ hội gặp quý nhân của bạn cũng cao hơn rất nhiều và quý nhân sẽ giúp đỡ cho bạn có những hướng đi và lựa chọn chuẩn xác đặc biệt là À, được xôi đường trị lối để tài lộc được tăng tín trong ngày hôm nay Tuy nhiên, con đường tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này Lại không được thuận lợi như vậy Khi mà bạn đang gặp tỷ kinh án ngữ Cái điều này sẽ khiến cho bạn mệnh trở nên cứng nhắc và cố chấp Không chịu thấu hiểu và thông cảm cho đối phương Chỉ nhất nhất làm theo điều mà mình mong muốn mà thôi Ngày này với bạn tuổi hợi ạ cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng, vấn đề sức khỏe của bạn cũng cần phải được quan tâm trong ngày hôm nay. Nếu như bạn thấy cơ thể của mình thường xuyên mệt mỏi, thiếu năng lượng, mất ngủ, chán ăn thì tốt nhất là bạn nên đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt để có hướng điều trị kịp thời. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, quan hệ xã giao hài hòa, có được nhiều cơ hội gặp gỡ quý nhân, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ được giúp đỡ để tìm ra hướng đi phù hợp cho tương lai. Từ vi tuổi kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc tình cảm không được suôn sẻ bởi bản tính cứng đầu. Từ vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim đôi lứa thiếu à, đi sự thông cảm và thấu hiểu cho nhau chỉ làm theo điều mà mình mong muốn. Từ vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy chú ý kiểm tra sức khỏe khi thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại